Thưa quý vị, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, dự án cầu kênh 79 trên tuyến đường vành đai thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng được khởi công vào sáng nay 26 tháng 7. Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Dự án cầu kênh 79 điểm đầu giao giới đường tỉnh 819, điểm cuối kết nối đường vành đai thị trấn Tân Hưng, chiều dài cầu gần 120m, chiều ngang 11m, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân, mang tính kết nối liên vùng giữa đường tỉnh 819, đường tỉnh 831, huyện Tân Hưng với tỉnh Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Liên danh công ty 62 quân khu 9 và công ty Bình Giang tổ chức khởi công triển khai công trình với quyết tâm rất cao và cam kết sẽ hoàn thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã ký. Trong quá trình thi công, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của nhân dân địa phương và bảo đảm an toàn giao thông. Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh thường xuyên giám sát, hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để công trình sớm đưa vào sử dụng. Qua đây, tôi cũng mong muốn mỗi người dân, nhất là các hộ dân trong vùng công trình tiếp tục đồng hành với tỉnh, huyện trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự ủng hộ, đồng lòng của bà con sẽ là nguồn đóng góp to lớn cho sự thành công chung trong việc thực hiện công trình quan trọng này. Các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn về quy trình, quy phạm kỹ thuật, v.v. để triển khai thi công công trình đạt chất lượng ở mức cao nhất. Dịp này, các nhà thầu trao tặng tượng trưng kinh phí xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho người dân địa phương.